Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tip Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Frank Lampard sắp sửa có cuộc gặp ông chủ Chelsea Roman Abramovich và lên kế hoạch dọn dẹp tàn dư của Maurizio Sarri khi lên làm huấn luyện viên Chelsea. Theo tờ Daily Mail đưa tin, Chelsea sắp sửa tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông chủ Roman Abramovich và Frank Lampard trong tuần này để bàn về vấn đề dẫn dắt The Blues. Cuộc đối thoại dự kiến sẽ được diễn ra tại miền Nam nước Pháp. Frank Lampard là ứng cử viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên Chelsea sau khi Maurizio Sarri chuyển sang dẫn dắt Juventus. Với uy tín của một tượng đài, Lampard được ban lãnh đạo Chelsea kỳ vọng sẽ đem lại bầu không khí yên bình lẫn sự ổn định trong phòng thay đồ Stamford Bridge. Về phía Lampard, huyền thoại này cũng đang vạch ra những đường đi nước bước đầu tiên cho công việc dẫn dắt Chelsea. Cụ thể, Lampard dự kiến sẽ dọn dẹp toàn bộ tàn dư của người tiền nhiệm Sarri khi trở lại Stamford Bridge. Nói cách khác, không ai trong số các huấn luyện viên được Sarri bổ nhiệm sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, trước nguy cơ mất Lampard, Derby County đang nhắm John Terry, một huyền thoại khác của Chelsea và hiện làm trợ lý huấn luyện viên tại Aston Villa và vị trí huấn luyện viên. Theo báo chí Đức, một câu lạc bộ ở Trung Quốc đã đề nghị tiền đạo Thomas Müller mức lương khó thể từ chối 25 triệu euro một năm. Tính ra, Thomas Müller sẽ nhận được lương tuần lên tới 480.000 euro, tổng cộng là Müller thu về 25 triệu euro một năm. Trước lời đề nghị quá hấp dẫn đó, nhiều cổ động viên lo ngại Müller sẽ đồng ý đến với Trung Quốc. Tuy nhiên, xem ra họ đã lo lắng thừa bởi Müller không quá quan tâm tới việc đến Trung Quốc thi đấu. Chân sút 29 tuổi người Đức vẫn còn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa. Bên cạnh đó, Müller cũng đang hưởng mức lương khá cao tại Bayern với 15 triệu euro một năm. Ở mùa giải trước, Müller có 45 lần ra sân trên một đấu trường. Anh ghi được 9 bàn thắng và có 16 pha kiến tạo. Giao kèo giữa Müller với Bayern còn thời hạn tới năm 2021. Liên quan tới tình hình chuyển nhượng của mùa giám, huấn luyện viên Niko Kovac được cho là đã liên hệ mượn cầu thủ chạy cánh Gareth Bale trong mùa giải 2019-2020 và sẽ trả cho anh mức lương đang nhận tại Real Madrid là 392.000 euro một tuần. Theo tờ Kicker, tương lai của tiền đạo Timo Werner vẫn sẽ là ở RB Leipzig do cả Bayern Munich và Liverpool đều chưa đưa ra một lời đề nghị nào, còn Real Madrid đã có Luka Jovic. Hiện tại, Werner không có ý định gia hạn hợp đồng với Leipzig nhưng chưa có một câu lạc bộ nào nghiêm túc muốn chiêu mộ anh. Trong công tác chuẩn bị dần cho sự ra đi của João Sassuolo, Juventus đã xác định mục tiêu ưu tiên là Kieran Trippier của Tottenham. Trên thực tế, giao kèo với Trippier của Juventus hoàn toàn phụ thuộc vào thương vụ Sassuolo tới Man City tiến hành từ đâu. Lão bà không hề muốn bán hậu vệ phải mới sử dụng được một năm của mình, nhưng với mức giá 50 triệu euro mà Man City đưa ra là rất hấp dẫn. Chính sách của Juventus thì vẫn luôn rõ ràng từ trước tới nay, chỉ cần hợp giá là bán, không quan trọng ngôi sao cỡ nào. Chính vì thế khi mà bản thân Sassuolo cũng hứng thú với một thử thách ở Anh, một hợp đồng 5 năm đã chuẩn bị được ký kết. Vấn đề cuối cùng chỉ là thỏa thuận mức lương của cầu thủ người Bồ Đào Nha mà thôi. Nếu có 50 triệu euro từ Man City, Juventus sẽ thoải mái bỏ ra 33,6 triệu euro, tương đương với 30 triệu bảng, để mua lại 3 năm hợp đồng của Trippier với Tottenham. Trippier mới 28 tuổi, đang ở độ chín của sự nghiệp và được đánh giá rất cao bởi Maurizio Sarri, tân huấn luyện viên của lão bà. Trước làn sóng cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu rất thành công, Trippier không hề e ngại môi trường cạnh tranh khốc liệt ở Serie A. Tottenham cũng đang trong quá trình tái thiết đội hình nên rất cần tiền vào lúc này. Những ngày gần đây, thông tin Atletico Madrid sẽ có João Félix của Benfica với giá 120 triệu euro liên tục bùng lên. Chỉ với 19 tuổi, João Félix có một tương lai không thể tin được trước mắt. Kết thúc mùa bóng 2018-2019, Félix ghi được 23 thắng và có 11 kiến tạo trong 43 trận trên mọi đấu trường. Cũng khá dễ hiểu khi Félix được liên kết với khá nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu vòng hè này như Manchester United, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, Atletico. Mức giá được dự báo cho bất kỳ đội bóng nào muốn có được ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không hề rẻ. Hôm qua, nhiều tờ báo Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha như Marca, Abula cho biết Atletico sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng có giá trị khoảng 120 triệu euro để chung một thành công Felix. Con số này không thành vấn đề với Atletico nếu họ bán đi Antoine Griezmann, con người đại diện của Felix sẽ nhận được tiền hoa hồng lên đến 30% của mức phí chuyển nhượng. Và hôm nay, phía Benfica đã phải ra thông báo chính thức về vụ việc này. Benfica đã làm rõ rằng bất cứ thông tin nào liên quan đến quá trình đàm phán chuyển nhượng João Félix đều sai lệch cả. Chúng tôi kịch liệt phủ nhận tất cả. Nghiêm trọng hơn là thông tin cho biết số tiền hoa hồng 30% được đưa ra. Nó là dối trá và thật không may lại được đăng lên báo Bồ Đào Nha, Abola với những ý đồ mà chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Chúng tôi nhắc lại, thông tin này là hoàn toàn sai lệch, vô lý và rõ ràng có chủ để làm ảnh hưởng đến danh tiếng và nhân phẩm của Sporting Lisbon ở Benfica.
Trái với khẳng định của người đồng cấp bên phía Atletico Madrid, chủ tịch Barcelona đã lên tiếng phủ nhận thỏa thuận với Antoine Griezmann. Sau khi Antoine Griezmann chính thức thông báo chia tay Atletico Madrid hồi tháng 5 vừa qua, tương lai của anh đã trở thành chủ đề tốn giấy mực bậc nhất. Nhiều nguồn tin uy tín đều cho rằng tuyển thủ Pháp sẽ gia nhập Barcelona. Bến đỗ hụt hè năm ngoái, đến cả chủ tịch Atlético Miguel Angel Gimarin cũng khẳng định chân sút này đã là người của Blaugrana với một thỏa thuận có từ tháng 3. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất trên AIC One, chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu đã phủ nhận tuyên bố của người đồng cấp bên phía Atlético. Thậm chí ông còn khẳng định thực tế Blaugrana chưa có liên hệ trực tiếp với Griezmann. Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, Barcelona chưa bao giờ nói chuyện với Griezmann, chưa có bất cứ điều gì xảy ra cả. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chuyển nhượng những ngày tới, thậm chí là vài tuần tới. Barcelona cần chậm rãi và cẩn trọng trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi vẫn còn tháng 6, tháng 7 và cả tháng 8 nữa. Quá trình thảo luận để đưa ra một chiến lược vẫn đang diễn ra. Chưa kể, chúng tôi còn cân nhắc cầu thủ đủ khả năng lên đội 1 từ Barcelona B. Sẽ có người đến nhưng cũng sẽ có người đi. Thông tin liên quan đến vụ Griezmann đã trở nên loạn trong vài tuần trở lại đây. Đã có tin đồn về việc ngôi sao lớn nhất ở Barcelona, Leo Messi không muốn ngôi sao này có mặt ở sân Nou Camp. Sau đó lại có tin anh đã thỏa thuận đến với PSG bởi không thể chờ Blaugrana. Cá nhân Griezmann từng tuyên bố đã chốt bến đỗ tương lai và mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ. Huyền thoại Man United Rio Ferdinand cho biết anh thường xuyên nói chuyện với phó chủ tịch Ed Woodward và rất vinh dự nếu được trở lại Old Trafford với vai trò giám đốc thể thao. Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, MU đã tụt hậu khá nhiều so với Man City và Liverpool. Trong 2 năm vừa qua, Quỷ đỏ đều trắng tay danh hiệu và sẽ không được dự Champions League mùa tới. Bởi vậy, ban lãnh đạo sân Old Trafford đã có kế hoạch bổ nhiệm giám đốc thể thao, vị trí đã bỏ trống trong rất nhiều năm. Cựu hậu vệ Rio Ferdinand có vẻ đang rất hào hứng với chức vụ giám đốc thể thao của MU. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đài BBC, huyền thoại MU tiết lộ anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với phó chủ tịch Ed Woodward kể từ khi đã từ sự nghiệp cầu thủ và rất hào hứng nếu được ở lại Old Trafford trong một vai trò mới. Ferdinand nói, tôi đã nói chuyện với Ed kể từ khi tôi rời đi. Dù sao, tôi cũng có mối quan hệ tốt với ông ấy. Tôi thường nói chuyện với ông ấy qua điện thoại hoặc gặp ông ấy khi tôi đến London. Tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy về vai trò giám đốc thể thao. Tôi trung thực và Ed cũng là người cởi mở. Ông ấy nói MU sẽ bổ nhiệm một người nào đó vào vị trí giám đốc thể thao. Nếu tôi nằm trong danh sách ứng cử viên và họ muốn nói chuyện, tôi rất sẵn sàng. Sẽ thật tuyệt vời khi đảm nhận vai trò đó ở một câu lạc bộ uy tín như vậy. Trong sự nghiệp của mình, Ferdinand đã giành 14 danh hiệu lớn nhỏ của MU, trong đó có 6 chức vô địch Premier League. Sau khi giải nghệ vào năm 2015, anh đã chuyển sang vai trò chuyên gia và bình luận bóng đá các trận đấu trên kênh truyền hình BT Sport. Nếu Ferdinand được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của MU, cựu hậu vệ 40 tuổi sẽ có trách nhiệm trong việc chuyển nhượng cầu thủ, quản lý đội bóng, còn huấn luyện viên Ole Solskjaer chỉ chú tâm vào vấn đề huấn luyện và chiến thuật. Inter Milan từ chối biến hậu vệ Milan Skriniar thành một bản hợp đồng trong thương vụ mua Lukaku của Man United. Inter Milan đang theo đuổi sát sao tiền đạo Lukaku bên phía Man United. Theo một số nguồn tin từ báo giới Anh và Italia, Nazzarri đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên, Inter Milan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Man United về mức phí chuyển nhượng. Theo đó, Quỷ đỏ muốn nhận đủ 62 triệu bảng cho thương vụ này, nhưng gã khổng lồ của bóng đá Italia lại không sẵn sàng chi trả. Theo Corriere dello Sport, nhận thấy Inter Milan không muốn chi đậm để mua Lukaku, Man United đã đề xuất Nazzarri gán Milan Skriniar vào bản hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã bị ban lãnh đạo Inter thẳng thừng từ chối. Nguyên nhân Inter Milan không muốn biến Milan Skriniar thành tốt thí vì trung vệ này là trụ cột không thể thay thế ở sân Giuseppe Meazza. Ở mùa giải 2018-2019, trung vệ người Slovakia đã ra sân 46 trận trên mọi đấu trường với tổng thể lượng là 4.157 phút. Milan Skriniar có chiều cao 1m87, vị trí sở trường là trung vệ nhưng cũng có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ. Milan Skriniar là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Conte yêu thích và phù hợp với sơ đồ chiến thuật ba hậu vệ của nhà cầm quân người Italia, nên Inter Milan không muốn bán. Với động thái này của Inter Milan, nhiều khả năng MU sẽ chuyển sang phương án đổi Lukaku lấy Mauro Icardi. Hiện tại Mauro Icardi không được lòng ban đạo Nazzarri nên họ sẵn sàng để tiền đạo này ra đi. Trong khi đó, tiền đạo cũng là vị trí mà huấn luyện viên Solskjaer muốn tăng cường ở phiên chợ hè 2019. Man United vẫn đang nỗ lực để chiêu mộ tân binh thứ hai của mình trong mùa hè 2019. Sau khi Ander Herrera chia tay sân Old Trafford, Paul Pogba thì rục dịch ra đi. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang xác định hàng tiền vệ là nơi mà Man United sẽ ưu tiên củng cố. Ngôi sao của Newcastle, Sean Longstaff đã nổi lên như mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ, mặc dù thiếu kinh nghiệm ở đẳng cấp cao. Dù sao, tiền vệ 21 tuổi này cũng đã gây ấn tượng từ ngày ra mắt chiếc chòe vào tháng 12. Đội tuyển Trạch Man United tin rằng Longstaff hoàn toàn có thể phát triển thành một ngôi sao hàng đầu.
Sau nhiều năm vung tiền cho các cầu thủ tên tuổi, sâu xa muốn câu lạc bộ ưu tiên vào những tài năng mới nổi, sau Daniel James, Longstaff là cái tên được vị trí lược ra người Naui chấm. Theo Football Insider, Man United sẽ gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 18 triệu bảng trong tuần này cho Longstaff và hy vọng có thể thuyết phục được Newcastle nhả người. Longstaff đã có 13 lần ra sân trên mọi mặt trận cho Newcastle mùa trước khi dính chấn thương đầu gối khiến mùa giải của anh phải kết thúc sớm. Để giữ chân Paul Pogba trước động thái đòi ra đi, Manchester United sẵn sàng tăng lương cho tiền vệ người Pháp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Pogba đã tạo sóng dư luận khi thừa nhận có thể đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm thử thách mới. Tiền vệ người Pháp này đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và đội bóng cũ Juventus. Tuy nhiên, MU quyết giữ chân bằng được bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng. Theo đó, để giải quyết vấn đề, MU sẵn sàng tăng lương cho Pogba. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Pháp còn hiệu lực 2 năm nữa, kèm mức lương 290.000 bảng một tuần. Và đội chủ sở Old Trafford sẵn sàng trả 500.000 bảng một tuần trong hợp đồng mới, mức lương tương đương với Alexis Sanchez. Ngoài ra, trước thông tin Real Madrid sẵn sàng chi ra 90 triệu bảng để chiêu mộ Pogba, MU cũng thẳng thừng tuyên bố Pogba không phải để bán. Pogba và MU vừa trải qua một mùa giải đầy biến động, trong đó Pogba thi đấu cực kỳ thất thường. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo MU xác định Pogba là hạt nhân cho kế hoạch lâu dài của đội bóng, đồng thời là mũi nhọn trên trận địa thương mại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.